Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tính đọc cái bản tin Đoàn Gia Phúc số 3. Tuy nhiên rằng là thấy đọc cái bản tin như vậy thì nó sẽ khó hiểu quá, cho nên mình sẽ kết hợp vừa với liếc cái bản tin nói về cái thông tin cho quý vị biết cái tin mới, đồng thời sẽ phân tích đưa ra những cái kinh nghiệm trong cái thông tin và dẫn cái điều luật nha quý vị. Thì báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 5 năm 2018 có một cái tin tức ở cái trang năm, quý vị thấy không? Trang 5 nè. Lật tàu lửa nhiều người thương vong. Thì cái tựa đề của cái bản tin đó là lật tàu lửa nhiều người thương vong. Thì tôi cũng có một vài vụ để mà bào chữa cho bị cáo trong cái vụ tai nạn giao thông vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, mà trước đây là điều 202. Thì trước khi mà đọc cái bản tin, trước khi kể về cái kinh nghiệm, thì thưa quý vị và các bạn, không biết làm như thế nào để giảm cái tỷ lệ tai nạn giao thông xuống một cách thấp nhất. Tăng cái mức hình phạt, giảm đánh thuế thật cao đối với cái đường đi, thuế cầu đường. Thế nhưng hàng năm vẫn có những cái gia đình bị thương tật, chết vì tai nạn giao thông, trong đó có gia đình tôi. Thưa quý vị và các bạn, vào năm 2008 thì bố tôi đã bị một cái anh trong cái tai nạn giao thông. Thì trong buổi trưa ông đi, thì khi mà ông đi như vậy thì cái anh có rượu ở trong người, cái anh hàng xóm anh có rượu ở trong người rồi, và anh đi vào phía bên trong của cái lề đường và anh kéo bố tôi đi, và bố tôi bị chấn thương sọ não. Vài ngày sau thì ông mất. Với cái công việc và với cái tình cảm của một con người với con người, tình làng nghĩa xóm, thì tôi cũng không khiếu nại, tôi cam kết và đưa ông về lo hậu sự. Bạn đi một cái thời gian cũng rất là dài. Tôi có kể cho một đồng nghiệp, nó chính xác hơn là một cô bạn đồng môn mà hiện tại làm thẩm phán, thì bạn rất là bức xúc. Bạn bảo rằng cái anh đó đã gây chết cho ba tôi. Đúng ra về luật thì anh phải bị, thôi thì không bàn nữa. Hôm nay thì tôi sẽ nói với quý vị và các bạn một cái câu chuyện mà nó xảy ra ngoài cái ý chí của con người. Nó không phải là một cái hành vi cố ý, cho nên tôi cũng đã giải thích cho bạn rằng thôi thì cái việc bố mình mất, ba mình mất, nó cũng đã xong, và mình cũng, gia đình mình cũng đã lo hậu sự cho ông. Còn những cái người còn lại thì họ vẫn tiếp tục sống và sống. Tôi sẽ đưa đọc cái bản tin một cái cách vắn tắt nhất, và sau đó sẽ đưa những cái tình trạng, những cái kinh nghiệm mà trước đây tôi đã bào chữa cho một cái hành vi bị cáo trong cái vụ tai nạn giao thông, đồng thời dẫn đến cái điều luật hiện tại là điều 260 của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018, quý vị và các bạn nhé. Rạng sáng ngày 24 tháng 5, đoàn tàu SE19 chở khoảng 400 hành khách đang hành trình Bắc Nam. Khi đến đoạn ngang tại km 234, khu Giang Khoa Trường Lâm
thuộc xã Trường Luân, Trường Lâm, huyện Tĩnh Giang, Thanh Hóa đã vao vào một chiếc xe hiệu Hô Ngu, hay còn gọi là xe hổ vồ, chở đá vượt qua đường sắt. Hai người chết, 10 người bị thương. Vụ tai nạn làm đầu máy bị đổ và 6 toa khách bị trật bánh khỏi đường sắt xe tải, và 150 đường sắt bị hư hỏng. Hậu quả của vụ tai nạn làm 2 người chết, gồm lái tàu và phụ lái tàu bị kẹt trong cabin đầu máy, và 10 người bị thương, 3 nhân viên đường sắt, tài xế xe tải và 6 hành khách đi tàu. Lực lượng cứu hộ phải khoan cắt đầu tàu để đưa 2 thi thể người bị nạn ra ngoài. Tại hiện trường, một số người chứng kiến vụ việc cho biết sau khi nghe tín hiệu báo tàu, nhân viên gác ra đóng chậm. Lúc này xe chở đá đã đi ngang, bị tàu tông vào giữa xe, kéo lê 50 mét và rơi xuống ruộng. Cú đâm khiến tài xế xe tải văng ra khỏi cabin và bị cháy một phần cơ thể, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Một hành khách đi tàu cho hay khi đang nghe tiếng ngủ thì nghe tiếng động lớn, chưa kịp định thần thì thấy toa tàu đảo lộn, điện tắt, mọi người hoảng loạn, lúc này mới biết tàu bị lật. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường giải quyết, khắc phục hậu quả tai nạn. Phó Chủ tịch tỉnh, ông Lê Anh Tuấn đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận thông tin để chỉ đạo lực lượng cứu hộ hành khách trên chuyến tàu. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đã dẫn đoàn công tác cùng các đại diện các đơn vị đến hiện trường để phối hợp với quan chức tỉnh Thanh Hóa giải quyết, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Công an đã vào cuộc. Ông Vũ Hoàng Linh, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi cơ quan chức năng đưa được người bị nạn cấp cứu, công nhân đường sắt Thanh Hóa đã nỗ lực nhịn đói giữa cái nắng và sức nóng của gió Lào để khắc phục sự cố. Công nhân đã làm việc xuyên trưa, lắp đặt các đường ray để thông tuyến. Các máy cẩu, máy nâng được huy động để di chuyển toa tàu ra khỏi hành lang đường ray, đồng thời di chuyển toàn bộ các toa tàu bị lật nơi khác để sửa chữa. Đến đầu giờ chiều, tuyến đường sắt qua Thanh Hóa đã trở lại bình thường. Ông Linh cho biết cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đã tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này, đồng thời triệu tập 2 nhân viên chắn để điều tra về vụ việc. Cùng ngày, trong chuyến công tác tại Thanh Hóa, khi nhận được thông tin, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến động viên, chia sẻ các nạn nhân trong vụ tật tàu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia. Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện tích cực chăm sóc, cứu chữa, điều trị miễn phí cho các nạn nhân. Trong trường hợp cần hỗ trợ về chuyên môn thì báo cáo với Sở Y tế, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ kịp thời. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ tai nạn để điều tra và sớm đưa ra kết luận nguyên nhân cụ thể. Bài báo này là của phóng viên Đê Trung, V Long, của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra hôm nay nha quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái cuộc đời hành nghề của tôi có những cái vụ việc về bào chữa tai nạn giao thông, mà mới gần đây nhất đó là một cái vụ tai nạn giao thông về trước đây đó quý vị. Tôi cũng không nhớ chính xác là năm nào, nhưng mà
về điều 202 của Bộ Luật Hình sự năm 1999 về vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Và sau khi mà tôi bào chữa dẫn những cái tình tiết giảm nhẹ cũng như những cái động cơ, những cái mục đích, và đó là cái chỗ câu chuyện, mà không phải cái hành vi cố ý, và dẫn đến em được một cái cách mực mức cái hình phạt rất là thấp nhất. Thì vì quý vị và các bạn biết không, khi mà em gây ra tai nạn và làm chết người, thì hôm nay là thông qua cái việc lật tàu và nhiều người thương vong này, thì tôi cũng muốn quý vị và các bạn tham khảo thêm những cái điều luật, và không biết là cái hành vi có hay không, hành vi khởi tố cái vụ án về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Mà hiện tại thì tôi vẫn nói đó là vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, nếu có thì sẽ khởi tố vào cái điều 260 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018. Quý vị và các bạn nghe nhé. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 300 đến 100 triệu, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Thì khi có những cái hành vi dưới đây xảy ra thì tôi sẽ đưa điển hình hai cái hành vi thôi. Hành vi thứ nhất là tôi cho rằng là làm chết người, là một cái tình tiết là tôi cho là làm chết người. Thứ hai là gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ thương tổn là 61%. Vậy thì nói tóm lại, khi mà có một cái hành vi, ví dụ như bây giờ tôi nói với cái đơn giản thôi, một cái anh nào đó, một cái người nào đó sử dụng cái lái xe lưu thông trên đường mà không có bằng lái, có thể là xe gắn máy, có thể là xe hơi mà không có bằng lái xe, gây chết một người hoặc là gây cho một người với tỷ lệ thương tổn là 61%, thì bị khởi tố về cái hành vi vi phạm về quy định về giao thông đường bộ, mà cái mức nhẹ nhất của khung 1 đó là từ 1 đến 5 năm. Rất là mệt mỏi phải không quý vị và các bạn? Cho nên thông qua cái video này, thông qua cái bản tin này, tôi muốn quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp giao cho con em cháu mình hoặc cho những người nào đó mượn cái phương tiện xe hơi, xe gắn máy nói chung, thì các bạn hãy nhớ rằng các con, các cháu và những người mượn xe của mình, họ đã có bằng lái chưa? Kết thúc một cái bản tin hôm nay, tôi đưa cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện như thế này. Ở vùng quê tôi có một cái anh. Anh chưa có bằng lái xe hơi. Và trong một cái lần mà ảnh đi về, thật ra không, chưa có bằng lái xe hơi không có nghĩa là anh không biết chạy. Anh vẫn biết chạy xe hơi nhưng do chưa có bằng lái. Và trong một lần về đám giỗ, thì anh đã mượn xe hơi của bạn đụng người ta, chết người. Quý vị và các bạn sẽ biết cái hậu quả nó khôn lường đến mức độ nào. Nếu trong trường hợp cái việc mà tông xe đó anh có bằng lái thì cái mức hình phạt nó sẽ không cao. Đành rằng cái việc vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 260 của Bộ Luật Hình sự, mà trước đây là điều 202, nhưng rõ ràng quý vị đã vi phạm không có bằng lái. Và tôi cũng có một cái câu chuyện nữa là một đứa cháu nó làm thuê cho một cái ông chủ doanh nghiệp ở gần hàng xóm nhà tôi, và nó gây ra tai nạn. Nó mới 16 tuổi, chưa có bằng lái, thì cái hậu quả
Có rồi. Khởi tố về cái hành vi đó, mức bồi thường thiệt hại. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái điều luật 260 tội vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, tôi muốn nói đến quý vị và các bạn một cái thông điệp rằng nếu quý vị và các bạn vi phạm những quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ thì quý vị sẽ bị pháp luật điều chỉnh bằng cái hình thức thấp nhất là từ 1 đến 5 năm. Và hai cái trường hợp điển hình của tôi là làm một người chết và một người bị thương tổn với tỷ lệ thương tật là 61%. Vậy thì thông qua cái video này, nếu quý vị và các bạn có tài sản là phương tiện giao thông, xe gắn máy, xe hơi, quý vị và các bạn cũng đừng nể tình con cái, đừng có xúi nó đi mua một cái gọi là cộng hành hay là tép tỏi để dẫn đến những cái trường hợp đáng tiếc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc. Hy vọng là trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ là một cái sân chơi, sẽ là một cái kiến thức để mà quý vị và các bạn nâng lên cái kiến thức pháp luật. Tôi vẫn mong muốn có một cái sự đóng góp kịp thời từ quý vị và các bạn, và hy vọng rằng cái kiến thức này sẽ bổ ích cho quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.